thật là nghịch lý giữa lúc lạm phát tăng cao thì các hãng ô tô Việt ở tại thị trường trong nước hàng loạt tăng giá và nhiều người tiếc nuối sau những tháng mà giảm giá vừa qua. Có hãng giảm lên đến cả trăm triệu đồng Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa muốn xuống tiền và trong thời điểm hiện tại, vào tháng 4 thì giá lại tăng lên. Bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 5 thì điển hình cụ thể nhất đó là hãng Toyota sẽ đồng loạt điều chỉnh về giá bán với mức tăng khoảng từ 5 cho đến 6 triệu đồng cho xe lắp ráp trong nước và khoảng từ 16 cho đến 40 triệu đồng với sản phẩm nhập khẩu. Con số hàng chục triệu là một con số hoàn toàn không hề nhỏ. Theo nguồn tin mới nhất thì Toyota Việt Nam sẽ tiến hành điều chỉnh tăng một loạt các dòng xe ở tại thị trường xe ô tô trong nước. Trong đợt điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất này, Toyota tăng giá tổng cộng đến 9 dòng xe cả dòng xe nhập khẩu cũng như là dòng xe lắp ráp ở trong nước áp dụng kể từ ngày 1 tháng 5 2022. Trong đó mức tăng cao nhất là 40 triệu đồng áp dụng cho các mẫu Land Cruiser, Land Cruiser Rado và Alphard. Còn các dòng xe lắp ráp trong nước như Vios, Innova có mức tăng thấp hơn từ 5 cho đến 6 triệu đồng Việt Nam. Các dòng xe không tăng giá đợt tới đó là Toyota Wigo, Corolla Aris, Avanza, Rimeo, Veloz Rush, Fortuna trong khi các dòng xe như là Toyota Hilux, Rush không còn xe để mà bán cho khách hàng. Như vậy thì hiện tại khách hàng còn chưa đến một tháng để mua các dòng xe của Toyota với mức giá chưa tăng và chi tiết điều chỉnh giá theo từng mẫu xe. Chúng ta có thể tham khảo ví dụ như dòng xe Vios áp dụng cho tất cả các phiên bản đều tăng là 5 triệu đồng. Đối với Innova chỉ có hai phiên bản 2.0 G và 2.0 E là tăng 5 triệu đồng, còn lại là tăng 6 triệu đồng. Đối với dòng xe Camry tăng từ 18 cho đến 21 triệu đồng Việt Nam. Corolla Ross tất cả đều tăng 16 triệu đồng, dòng xe Race tăng 20 triệu đồng, dòng xe Yaris tăng 16 triệu đồng, dòng xe Land Cruiser tăng 40 triệu đồng và Land Cruiser Rado cũng 40 triệu đồng cũng như là dòng xe Alphard. Hầu hết các mẫu xe được Toyota Việt Nam điều chỉnh giá đều có doanh số khá tốt và chiếm thị phần cao so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Tuy vậy, thì với Toyota Vios, mẫu xe này hiện đang có giá đắt hơn đáng kể so với dòng xe cùng phân khúc mang thương hiệu Hàn Quốc đó là Hyundai Accent và mức chênh lệch sẽ càng lớn sau ngày 1 tháng 5. Tương tự như xe Toyota Innova phiên bản cao nhất sau khi điều chỉnh giá sẽ đạt mức gần 1 tỷ đồng Việt Nam trong khi sức bán thì cũng không quá là ấn tượng. Nhìn trên thực tế một mẫu xe như là Toyota Corolla Ross hay là Toyota Race trước đó cũng đã được các đại lý kinh giá bán cao hơn giá đề xuất cho những khách hàng mong muốn nhận xe sớm. Riêng với Toyota Land Cruiser do cháy hàng trên toàn cầu nên cũng kinh giá lên tới cả tỷ đồng Việt Nam. Toyota Việt Nam giải thích việc điều chỉnh tăng giá phụ thuộc vào nhiều yếu tố dựa vào từng giai đoạn cũng như là chiến lược của mỗi dòng xe ô tô. Trong khi đó, các đại lý cho biết là nguyên nhân là do giá vật liệu, chip bán dẫn và phí vận tải tăng nên phải tăng giá để mà bù vào chi phí. Trước đó thì Toyota, Kia cũng đã tăng giá một số dòng xe cũng do ảnh hưởng từ chuỗi cung ứng toàn cầu. Và trong khi đó Hyundai Santa Fe, Tucson hay là Reta cũng bị đội giá cả trăm triệu đồng mà tại đại lý không chỉ tăng giá nhiều hãng xe còn rơi vào tình trạng thiếu xe do không đủ linh kiện để mà lắp ráp. Cùng chung với bối cảnh hiện tại, hãng xe đến từ Nhật Bản tiếp theo đó là Suzuki cũng công bố là tăng giá có sự thay đổi cùng với đó là chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua xe tranh thủ trong hết tháng 4 mà thôi. Trong đó có 3 mẫu xe chủ lực gồm có Suzuki Ertiga Suzuki Swift, Suzuki Ciaz cũng đồng loạt tăng giá. Bản Suzuki Origa Sport tăng từ 559,9 triệu đồng lên là 568,9 triệu đồng Việt Nam, tức là tăng 9 triệu đồng. Trong khi đó, bản Suzuki Origa Form thì vẫn giữ nguyên mức giá là 499,9 triệu đồng Việt Nam. Cả hai phiên bản đều đạt tiêu chuẩn khí thải châu Âu 5 và Suzuki Swift GLX có giá là 549,9 triệu đồng đã tăng thêm 10 triệu đồng trong tháng 4. Mức giá hiện tại là 559,9 triệu đồng và tương tự Suzuki Ciaz. Cũng tăng là 5,9 triệu đồng từ 529 triệu đồng tăng lên là 534,9 triệu đồng Việt Nam. Ngoài ra, khách mua xe Suzuki Ertiga, Suzuki Swift, Suzuki Ciaz trong tháng 4 cũng được hỗ trợ lựa chọn nơi mua bảo hiểm cho vay phụ kiện và bảo hiểm miễn phí thanh toán sớm hoặc là phí thấp và lãi suất vay mua xe trả góp. Gói truyền thống tối ưu với lãi suất ưu đãi từ 5,79% cố định 6 tháng hoặc là lãi suất 7,29% cố định 12 tháng. Gói truyền thống linh hoạt với lãi suất ưu đãi là 6,79% cố định 6 tháng và không áp dụng phí thanh toán sớm. Mọi khách hàng đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình không tốn chi phí liên quan đến thủ tục, hồ sơ vay cũng như là thủ tục thẩm định theo hướng đơn giản hóa và giải ngân một cách nhanh chóng. Nhìn lại từ đầu năm đến nay, rất nhiều mẫu xe tăng giá nhẹ, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung hạn chế, đó là theo các hãng cho biết như vậy. Nhiều khách hàng Việt, nhiều người vẫn mong có một chiếc xe để mà phục vụ cho gia đình và đây cũng là một thêm một bước khó khăn giữa một nền kinh tế đang ngày càng lạm phát và nhiều mặt hàng tiêu dùng cũng đang tăng giá hàng ngày.